Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán của Salon Tô Tùng Bách. Ngày hôm nay thì em xin phép lên sóng và chào bán cho bác một chiếc xe sedan nữa nhé. Một chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT. Xe được sản xuất năm 2018. Lăn bánh là được 2.6 km các bác nhé. Cam kết với các bác là xe không có đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ của xe là nguyên bản. Hộp số và động cơ của xe là nguyên bản trong nhà sản xuất, lốp theo xe cả dàn, km zin. Đấy, với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 385 triệu đồng, bao rút hồ sơ gốc của xe. Và bên em có hỗ trợ làm mua bán trả góp cho các bác ở khu vực miền Bắc các bác nhé, từ Nghệ An đổ về. Đấy, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại là 0968 288 444. Xem xe tại Salon Tô Tùng Bách có địa chỉ tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Đây, một chiếc sedan phân khúc hạng C. Phân khúc C thì xe nó dài rộng, không gian nội thất nó rất là thoải mái, rộng rãi, phong dáng đẹp. Đời rất là cao, đời 2018 các bác nhá. Lăn bánh được 2.6 km thôi. Đây, xe rất đẹp. Cam kết không một lỗi nhỏ và bao check hãng cho bác. Đây là form dáng của chiếc xe. Dòng Cruze thì nó rất là đẹp, form dáng thì nó rất là trường xe này, rất là nam tính luôn. Sơn xi cực kỳ là bóng bẩy các bác nhá. Phiên bản LT số sàn thì xe được trang bị động cơ là 1.6, đi kèm hộp số sàn 5 cấp, 5 số tiến và 1 số lùi. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó dao động đến 7 cho đến 8 lít cho 100 km đường hỗn hợp các bác nhá. Đây, form dáng của em nó rất là dài, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, nốt sơn màu đen rất là bóng bẩy và cam kết là không một lỗi nhỏ các bác nhá, bao chích hãng cho các bác luôn. Xe mang biển kiểm soát là 36A 30817. Đây là phía sau của chiếc Cruze này. Đời rất là cao, đời 2018. Chiếc này các bác mà mua về chạy dịch vụ thì cũng rất là ok. Và chúng ta có thể mua về để phục vụ đi lại cho gia đình. Ngoài ra thì nhóm còn rất là nhiều mẫu xe Cruze số tự động, đời từ 2015 trở lên các bác nhé. Các bác vui lòng kết nối qua Zalo cho em là 0968 288 444 để được cập nhật những cái mẫu xe bên em chào bán mới nhất. Đây, form dáng của chiếc Cruze nó rất là đẹp. Giờ em xin phép là quay chi tiết về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Đây là lốp theo xe các bác nhá. Đây, dán lốp theo xe này. Đấy, bề mặt lốp nó còn rất là dày. Lốp thì không hề bị lão hóa đâu các bác nhá. Đây, lốp còn rất đẹp. Xe được trang bị la răng đa chấu, 5 chấu kép, có kích thước là 16 inch. Chiếc xe này thì đã được trang bị là phanh đĩa cả 4 bánh rồi. Đây là cụm đèn của xe. Đèn thì nó rất là trong này. Đây, trong vắt luôn các bác nhá. Rất là đẹp, sơn xi cực kỳ là bóng bẩy này. Và phía dưới là chúng ta có đèn gầm, có cái đèn mí các bác, đèn định vị này. Đấy, tất cả các đường mạ chrome của nó thì rất là sáng sủa và không hề có bị trời xước hay là bị ố vàng đâu các bác nhá. Đây, đèn đuôi nó rất là trong. Đây là đèn sinh nhan, và đèn rất trong luôn. Đây là cái mặt ca lăng, và chính giữa là logo của hãng Chevrolet này, một cái hãng xe mà nhà em thường xuyên bán. Bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ xem qua số điện thoại là 0968 288 444. Xem xe tại thành phố Thái Nguyên đó bác nhé. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn rất là dài, đến tháng 11 của năm 2022.
Đây, xe được trang bị xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương này. Giản lốp của chiếc xe thì rất là đều. La răng này là sơn zin này các bác này. Nó rất là đẹp luôn. Xe đi cực kỳ giữ gìn. Chạy 2.6 km. Thân xe thì xe được trang bị cái viền chân kính mạ chrome này. Đấy, tất cả các tay nắm ở cửa thì cũng đều được ốp chrome. Rất là đẹp luôn. Đây. Thân vỏ rất là dày nên là chúng ta đóng mở cửa nó rất là chắc xe. Đây bộ la răng phía sau. Cụm đèn hậu của xe thì nó cũng rất là trong các bác nhá. Đây. Đèn zin cho xe đây, trong vắt luôn này. Cam kết với các bác là hoàn toàn không có bị đâm xô tai nạn các bác nhá. Cam kết trên văn bản tại cửa hàng và có bao trích hãng cho bác luôn. Chiếc xe này thì xe đã được trang bị có cảm biến lùi phía sau này và có một mắt camera lùi. Phong xe của chiếc Cruise thì nó rất là đẹp. Đây, đèn đóm rất là trong. Tất cả những cái đường mạ chrome nó rất là sáng bóng này. Không có bị chảy xước hay là bị ố vàng đâu các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Giờ em quay vào chi tiết phần nội thất của xe. Xe được trang bị nội thất chủ đạo là màu đen ạ. Nội thất da nguyên bản này. Đây. Ghế rất là căng luôn, đây mép ghế bác này. Xe chạy chưa đến 3 vạn km. Ghế phụ này. Đây, củ số này. Củ số zin này. Đấy, không hề bị mài mòn. Vô lăng được trang bị vô lăng 4 chấu và có tích hợp những cái phím cơ bản thôi các bác nhé. Đây. Hệ thống đèn của xe là đèn auto. Đèn pha auto. Gương kính là được chỉnh bằng điện này và có tích hợp cụp xòe luôn. Đây. Motor cụp của chiếc gương nó rất là nhẹ nhàng. Hoàn toàn là không phát ra tiếng kêu của motor các bác nhá. Đây, bốn cổng nâng hạ kính này. Tất cả những cái tem táp lô cửa, táp ly cửa này. Hoàn toàn cam kết với bác là hoàn toàn không có một vết sơn ngoài nào ở đây đâu các bác nhá. Đây. Xe nguyên bản rất đẹp. Keo chỉ không mất một phân nào. Xe rất là mới, đời 2018 này các bác. Mọi chi tiết nó còn cực kỳ là mới. Chốt khóa cửa đây. Sáng choang luôn. Đây, xe được trang bị màn hình này các bác này. Có GPS này. Ngoài ra thì bên dưới chúng ta vẫn có một cái đầu CD 6 đĩa. Hệ thống điều hòa auto. Đây, củ số của xe này. Đấy, nội thất các bác có thể quan sát là nó rất là mới. Bạn nào quan tâm vui lòng kết nối qua Zalo cho em theo số là 0968 288 444 để em gửi hình ảnh chi tiết về chiếc xe này cho các bác quan sát nhé. Đây là tắp lên cửa phía sau. Đây có cái thảm tắp ly em bỏ ở phía sau này. Đây bề mặt ghế nó rất là đẹp luôn. Rất là căng. Ở đây chúng ta có một cổng sạc. Cổng USB và một cổng AUX. Chiếc xe này thì nó rất siêu đẹp rồi. Rất là mới. Với mức giá bên nhà em đang chào bán là 385 triệu. Có hỗ trợ làm giả gốc cho các bác. Và bên em sẽ bao rút hồ sơ gốc của xe. Các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ cho em Dương qua số điện thoại là 0968 288 444. Xem xe tại Salon ô tô Tùng Bách. Có địa chỉ tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ngoài chiếc này thì nhà em còn rất là nhiều mẫu xe Cruise. Số sàn màu trắng, số tự động. Số tự động thì nhà em có màu đỏ, màu đen, màu trắng. Đời từ 25 trở lên. Các bác quan tâm vui lòng kết nối qua cho em nhé. Giờ em xin phép là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những
video tiếp theo ạ.